Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã nhập khẩu gần 100.000 ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam, tổng kim ngạch 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Nhiều hãng xe nhộn nhịp kế hoạch kinh doanh mùa Tết. Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 10 năm 2023, từ ngày 1 đến 15 tháng 10, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 5.770 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 139 triệu đô la Mỹ, trong đó ô tô chín chỗ ngồi trở xuống chiếm tỷ trọng áp đảo với số lượng 5.057 xe, tương đương 87,6% tổng lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước trong nửa đầu tháng 10. Giới chuyên gia dự báo, doanh số ô tô sẽ có tín hiệu khởi sắc trở lại, nhưng có thể sẽ phải đợi đến tháng 11 mới đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ. Ngành phân phối ô tô có tính chu kỳ, điểm rơi lợi nhuận tập trung nhiều ở quý tư, gắn với dịp mua sắm, lễ Tết. Năm nay còn được giảm 50% thuế trước bạ.